Cụ thể, hệ thống bán lẻ của Sài Gòn Co-op gồm Co-op Mart, Co-op Extra, Co-op Food đã chuẩn bị trên 150.000 tấn hàng hóa trị giá hơn 3.000 tỷ đồng để phục vụ Tết, tăng hơn 10% so với năm trước. Trong đó, lượng hàng bình ổn giá tăng từ 5 đến 30%, dự kiến tăng cao nhất nằm ở nhóm thực phẩm tươi sống được ưa chuộng trong dịp Tết, gồm rau củ quả, trái cây, các loại thịt và nước giải khát. Chúng tôi sẽ trọng lên một cái điểm cơ bản cốt lõi nhất, đó là giá của dịp Tết này chắc chắn sẽ không có một cái sự biến động. Dù là giá cả, chúng tôi có kiểm soát một giá cả mang tính chất tiết kiệm nhất để đưa đến bà con, nhưng mà về mặt chất lượng thì cũng sẽ được đảm bảo 100% qua các cái khâu kiểm định. Từ nay, hệ thống bán lẻ của Sài Gòn Co-op sẽ bắt đầu luân phiên giảm giá lên đến 50% trong 10.000 sản phẩm, theo thứ tự, ưu tiên sản phẩm vệ sinh và trang trí nhà cửa, hàng thời trang, giỏ quà Tết. Các loại thực phẩm đặc trưng Tết như lạp xưởng, bánh chưng, mâm cỗ sẽ tiếp tục được giảm giá vào những ngày cận Tết. Dịp này, quý khán giả cũng có thể lựa chọn nhiều sản phẩm hàng nhãn riêng mới cùng đặc sản phục vụ Tết như bánh mứt, giò lụa, dưa món. Trong thời gian Tết Mậu Tuất, Co-op Mart cũng sẽ có khoảng 250 chuyến bán hàng lưu động, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân vùng ven thành phố và tại vùng sâu vùng xa. Ngoài ra, từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ khai trương thêm 5 siêu thị Co-op Mart, khoảng 10 cửa hàng Co-op Food để mở rộng mạng lưới hàng bình ổn giá, hàng Tết phục vụ người dân.